Trước khi bắt đầu video, các bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình nhé. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài truy hàm ngược bằng phương pháp ghép trục. Phương pháp ghép trục do tác giả là anh Sơn Hoàng thì phương pháp ghép trục này rất là tuyệt vời. Ngoài các bạn thấy được là từ ba cột ở đây mình vẽ ra ở đây X, U và FU thì chúng ta có thể thấy được một mối quan hệ như sau. Đó chính là ta sẽ tìm được mối liên hệ giữa X và U. Từ U ta sẽ tìm ra mối liên hệ với FU và từ đó ta sẽ suy ra được mối liên hệ giữa X và FU ở đây. Thì như vậy thì đây là cách làm thông thường. Tuy nhiên chúng ta có nhận xét được chính là nếu như chúng ta biết được mối quan hệ giữa x tạo ra fu, đồng thời ta biết được mối quan hệ giữa x tạo ra u, thì chúng ta sẽ suy ra được là mối quan hệ giữa u và fu. Mà chúng ta đã biết rằng mối quan hệ giữa u và fu nó cũng tương đương với mối quan hệ giữa x và fx. Vậy thì nếu như ta có mối quan hệ giữa x và fu, thì ta có thể tìm được mối quan hệ giữa x và fx. Thì khi chúng ta áp dụng vào đây, thì ta nhớ cho mình rằng khi chúng ta sử dụng phương pháp ghép trục để truy ngược lại cái hàm số y bằng fx, chúng ta chỉ tìm được một phần đồ thị của nó thôi. Ta không thể nào khôi phục lại hoàn toàn hàm số fx được. Chúng ta chỉ tìm được một phần đồ thị của nó thôi. Bây giờ nghe cái lý thuyết thì nó khá là phức tạp. Thì bây giờ mình sẽ vào một số ví dụ cụ thể. Để ví dụ tiếp theo, ta thấy được bài toán cho bảng Mithin của hàm số y bằng f của 3x trừ 1. Từ đây ta có thể xác định được bảng Mithin của hàm số y bằng fx. Bây giờ mình sẽ vẽ ra. Hình như phương pháp mình đã đề cập từ trước thì tất cả cái này chỉ dựa theo phương pháp ghép trục mà thôi. Đây mình kẻ ra ba cột x, u và fu. Với u bạn ngầm hiểu là u là bằng 3x trừ 1. Thì ta có như sau: x chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng, khi x ở âm vô cùng fu ở dương vô cùng, khi x ở dương vô cùng nó cũng ở dương vô cùng luôn. Rồi các điểm cực trị trừ 1/3, 0, 1, nó đi xuống trừ 2, 0 đi lên 3, nó xuống 1, nó đi lên dương vô cùng. Bây giờ mình sẽ thay các giá trị này vào cái lõi U. Đây mình ghi U là bằng 3x trừ 1. Mình sẽ thay vào cái lõi U bằng 3x trừ 1. Khi x ở âm vô cùng thì 3x trừ 1 nó ở âm vô cùng luôn. Thay x bằng trừ 1/3 vào đây ta được, nó ra được trừ 2. Hết bằng 0 vào ta thu được số 1. Thay x bằng 1 vào ta thu được số 2. Đây, khi x là dương vô cùng nó ra dương vô cùng. Ở đây ta đã tìm được mối liên hệ giữa u và fu. Từ mối liên hệ này ta sẽ tìm ra được mối liên hệ giữa x và fx. Ta có như sau: u là cái lõi của fu nên là u giống như x. Nếu như ở đây có x thì đây cũng là fx. Ở đây mình sẽ suy ra được bảng Mithin của hàm số y bằng fx như sau. Chính là x là âm vô cùng, dương vô cùng, đây âm vô cùng, dương vô cùng, trừ 2, 1, 2, ở đây là dương vô cùng, đi xuống trừ 2, đi lên 3, đi xuống 1, đi lên dương vô cùng. Đây, và ta đã xác định được bảng Mithin của hàm số y bằng fx. Rồi bây giờ, để xác định được bảng Mithin của hàm số f của x mũ 3 trừ 3x, ta sử dụng phương pháp ghép trục. Rồi mình tiếp tục. Sau khi đây đã xác định được bảng Mithin của hàm số y bằng fx, ta xác định bảng Mithin của hàm số y bằng f của x mũ 3 trừ 3x như sau. Đây mình kẻ ra ba cột x, đây là u, với u bằng x mũ 3 trừ 3x. Ở đây là fu, x chạy từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng ở đây. U, khi x ở âm vô cùng thì u cũng ở âm vô cùng, khi x ở dương vô cùng, u ở dương vô cùng. Thì cái hàm số bên trong thì bạn có thể dùng máy tính Casio để khảo sát hàm số bậc 3. Ở đây mình có máy tính Casio để khảo sát hàm số bậc 3 như sau. Bấm mod 9, 2, 3, x mũ 3, 0 x bình, trừ 3x, cộng 0, nhớ bằng. Nó ra có các điểm cực trị là trừ 1, 2, 1, trừ 2. Mình sẽ điền vào trừ 1, 2, 1, trừ 2. Rồi, bây giờ mình sẽ điền các điểm cực trị của hàm số y bằng fx vào trong các chữ cái khoảng này.
y bằng fx có 3 điểm cực trị là trừ 2, 1, 2. Ông vô cùng đến 2 là trừ 2, 1. Có đây qua điểm 2 đây. Rồi, 2 xuống trừ 2 đi qua điểm 1. Thì trừ 2 đến dương vô cùng là qua điểm trừ 1, 2. Rồi, bây giờ mình sẽ điền vào. Mình sẽ coi u với fu giống như x với fx. Khi u ở âm vô cùng thì fu là ở dương vô cùng. Đây, khi u bằng trừ 2 thì fu xuống xuống đây là trừ 2 luôn. Khi nó bằng 1 nó lên 3. Khi nó bằng 2 nó xuống 1. Khi bằng 1 nó lại lên 3. Nó bằng trừ 2 nó xuống trừ 2. Khi nó bằng 1 nó lại lên 3 tiếp. Khi bằng 2 nó lại xuống 1. Khi ở dương vô cùng nó là dương vô cùng. Ở đây, khi x ở dương vô cùng thì fx cũng ở dương vô cùng. Ở đây cũng là dương vô cùng đi lên. F của x mũ 3 trừ 3x bằng 1 có bao nhiêu nghiệm? Đường thẳng y1 nó kẻ ngang qua. Nó có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6 nghiệm. Người ta kết luận phương trình FU bằng 1 có tổng cộng là 6 nghiệm. Thì phương án chính xác đây là phương án A. Thì chúng ta sử dụng phương pháp ghép trục để chúng ta truy ngược lại hàm. Sau đó ta sẽ sử dụng phương pháp ghép trục một lần nữa. Thì các bạn thấy được là bài toán này sẽ trở nên rất là thú vị. Trước hết chúng ta thấy được đây là bài xét tính đơn điệu của hàm gx. Ta sẽ tính g phẩy x trước. Mình có như sau: g phẩy x chính là bằng f phẩy x trừ 1 phần 2 x trừ 1 phần 2. F phẩy x này đồng biến khi mà chỉ khi cái này lớn hơn hoặc bằng 0. Cái này tương đương với lại f phẩy x sẽ lớn hơn hoặc bằng 1 phần 2 x cộng 1 phần 2. Thay vì chúng ta xác định đồ thị hàm số y bằng f phẩy x, mình sẽ đặt như sau. Sẽ đặt x chính là bằng 2t cộng 1. Vì khi ta thay vào thì cái lỗi này sẽ ra là f phẩy của 2t cộng 1. Thì từ đó ta sẽ sử dụng được đồ thị hàm số y bằng f phẩy của 2x cộng 1. Khi đặt x bằng 2t cộng 1, mình thay vào mình sẽ suy ra được là đặt đây là sao? Sao tương đương với lại f phẩy của 2t cộng 1 phải lớn hơn hoặc bằng 1 phần 2. X là bằng 2t cộng 1 cộng 1 phần 2. Và với cái này chính là bằng 2 nhân 1 phần 2 là 1t. 1 phần 2 cộng 1 phần 2 là cộng 1. F phẩy của 2t cộng 1 lớn hơn hoặc bằng t cộng 1. Thì mình sẽ vẽ đường thẳng y bằng x cộng 1. Thì ta có được như sau. Đây mình sẽ vẽ lên trên đồ thị đường thẳng y bằng x cộng 1. Thì như các bạn thấy được, đồ thị hàm số f phẩy của 2t cộng 1 nằm trên đường thẳng y bằng t cộng 1 khi và chỉ khi t nó phải thuộc trong đoạn từ trừ 2 cho đến 0. Điều này tương đương với lại mình đã đặt x bằng 2t cộng 1 nên suy ra được ở đây t sẽ bằng x trừ 1 chia 2. Thay vào đây x trừ 1 chia 2 sẽ thuộc trong đoạn từ trừ 2 cho đến 0. Ta phải tương đương với lại x sẽ thuộc 2 nhân trừ 2 là trừ 4, cộng 1 là trừ 3. 0 nhân 2 là 0, 0 cộng 1 là 1. Thuộc từ trừ 3 cho đến 1. Có dấu bằng. Vậy thì đáp án chính xác ở đây chính là phương án B. Vậy như các bạn thấy được, thay vì sử dụng cách truy hàm f phẩy x từ đồ thị hàm số f phẩy của 2x cộng 1, ta sẽ sử dụng cách là đặt hình phụ. Nó sẽ tiết kiệm thời gian dài hơn rất nhiều. Mình sẽ đến bài tiếp theo. Rồi, đầu tiên mình sẽ vẽ bảng biến thiên của ghép trục. Kẻ ngang qua. Đây có 3 cột. Cột thứ nhất là x, cột thứ nhất là u, cột thứ ba là fu. X chạy từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng. Rồi, khi x ở âm vô cùng thì ở đây cái lõi là một parabol thì ta biết được là nó sẽ ở dương vô cùng. Khi biết là dương vô cùng khi x tính đến âm vô cùng và bên đây khi x tính dương vô cùng thì cái lõi nó cũng tính đến dương vô cùng luôn. Ta có như sau. Khi x ở âm vô cùng thì mình thấy được cái fu thì nó cũng đang ở dương vô cùng. Thế là dương vô cùng thì fu cũng ở dương vô cùng. Rồi, hàm số có các điểm cực trị, bây giờ mình sẽ vẽ vào. Đó chính là trừ 3, trừ 2, trừ 1,5, trừ 1, 0. Rồi, ở đây khi x bằng trừ 3, đơn giản nhất là bây giờ mình chỉ vẽ phác họa thôi, nó đi xuống.
Khi đến trừ 2 nó đi lên. Rồi, từ trừ 2 qua trừ 1,5 thì nó đi xuống nhẹ, mình vẽ xuống nhẹ thôi. Rồi, từ trừ 1,5 nó đi lên. Rồi, từ trừ 1 đi xuống, và đây là đi lên dương vô cùng. Rồi, những cái giá trị ở đây thì mình chưa biết được, nên mình chỉ có thể là vẽ minh họa như thế này thôi. Bây giờ từ x thì mình sẽ tính ra u. Rồi, mình sẽ nhập cái hàm vào x mũ 2 cộng 3x cộng 1. Bây giờ mình bấm phím can. Đây, đã x bằng trừ 3, u bằng 1, mình sẽ là số 1. Rồi, đã x bằng trừ 2, u bằng trừ 1, thế là trừ 1. X bằng trừ 1,5, u bằng trừ 5 phần 4 là trừ 1,25. Bấm phím can ở đây, bấm chất trừ 1, đó là trừ 1. Và đây tại 0 thì mình nhầm được nó bằng 1 luôn. Rồi, bây giờ do hai nửa đều bên này giống nhau, mình chỉ lấy một nửa bên đây thôi. Từ một nửa bên đây thôi. Rồi, từ đây ta sẽ tìm ra được mối liên hệ giữa U và FU. Thì mình thay vì mình nói là chữ U thì mình sẽ thay bằng chữ X. Thì ta sẽ suy được mối liên hệ giữa X và FX. Mình sẽ suy được mối liên hệ giữa X và FX. Đây là X, và đây là FX. Rồi, khi X bằng âm 1,25 thì nó ở đâu đó ở chỗ này. X bằng trừ 1 đi lên, x bằng 1 thì nó đi xuống, nhưng mà ở dương vô cùng thì cái này cũng ở dương vô cùng, nó đi lên. Mình có thể vẽ minh họa đồ thị hàm số y bằng fx như thế này. Bài toán hỏi hàm số y bằng f của x trừ 1 nghịch biến trên khoảng nào, thì mình tính y phẩy chính là bằng x trừ 1 đạo hàng là 1 là bằng f phẩy của x trừ 1. Cái này biến không, hàm số nghịch biến trên khoảng từ trừ 1 đến 1 khi và chỉ khi trừ 1 bé nó bằng x trừ 1 và bé nó bằng 1, mình cộng 1 và 2 về tương đương với lại 0, bé nó bằng x, bé nó bằng 2. Vậy hàm số nghịch biến trên đoạn 0, 2. Vậy đáp án chính xác ở đây chính là đáp án C. Để xác định mối liên hệ giữa x và fx, đầu tiên ta sẽ xác định mối liên hệ giữa x và fu. Từ đó ta sẽ suy được mối liên hệ giữa u và fu. Rồi từ mối liên hệ giữa u và fu, ta có thể suy được mối liên hệ giữa x và fx. Cảm ơn bạn đã xem. Nếu bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên cho mình một đăng ký, một like và đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem nhé.